có một đứa bé mà mới xin cái quỹ ghép gan đó, nó là cái trái tim được sống lại, thì giúp cho biết bao nhiêu trẻ em được sống lại, mà cái số tiền đó của công chúng tôi dành cho cả cuộc đời để làm công việc đó, thì hỏi coi tất cả những cái người mà yêu mến hay ghét cô có lý do gì để ghét cô được. Em không phải là fan, nhưng thật sự là từ lương tâm phát ra là yêu thương mà trân trọng đó. Còn vấn đề cô nói về thầy, bản thân em cũng là một người Phật tử, đã là một người Phật tử đi theo đạo thì mình không bao giờ mình nên sân si, dù thầy mình có tốt hay xấu, một người khác có xúc phạm với thầy của mình đi nữa, thì em vẫn tin rằng thầy mình không bao giờ muốn mình phải đi đấu tranh hay là phải bảo vệ để cho thầy mình xúc phạm người khác. Thế đó là người Phật tử học đạo. Còn nếu như mình dùng cái lời nói mình xúc phạm đến người khác để mình bảo vệ cái chân lý của thầy mình, thì đó là một cái mình đi sai, sai chính cái tâm của mình. Mà đi sai tâm của mình thì mình sẽ càng ngày càng đi xa hơn nữa. Vâng, xin chào bạn ạ. Thấy bạn cũng còn rất là trẻ và cũng rất là đẹp trai. Không biết hôm nay bạn tham dự sự kiện Tết Show của CEO Nguyễn Phương Hằng, thì bạn có cảm nhận về cái sự kiện này hoặc là những cái drama mà cô Hằng đã nhắc tên Ngài Sư Minh Tuệ hay không ạ? Thưa anh, hôm nay thì cũng tình cờ thì em cũng gặp anh. Thực sự là em thì là người cũng ít khi nào lên trang xã hội, tại vì bản thân em thì em cũng không thích lên trang xã hội và cũng không thích gọi là cái hình ảnh của mình. Thì hôm nay có duyên thì gặp anh ở trong cái sự kiện này, thì khi mà gặp anh thì phỏng vấn thì em chỉ có đôi lời là từ khi mà em biết cô tới giờ thì lúc nào cũng âm thầm còn ủng hộ bệnh, yêu thương bằng cả trái tim của mình. Đó là thật sự trung tâm em nói, tại vì những cái việc làm mà cô giúp cho cuộc đời này, xã hội này thì không có cái gì mà nó làm cho cái cảm xúc em thay đổi được. Đó, dù là mọi người nói là fan, nhưng em thì em không phải là người gọi là từ fan, em chỉ gọi là người yêu, gọi là yêu quý, gọi là người kính nể tất cả những người việc làm tốt của xã hội, nhất là cô với cả chú làm một cái công việc thiện nguyện mà giúp cho biết bao nhiêu cái trái tim sống lại. Đó là thực sự là khiến em cái cảm xúc mà nhiều khi đó là phải khóc, tại vì bản thân là một người đàn ông thì rất là nhiều cảm xúc khi mà nghe đến cái sự của mình giúp người như vậy. Thì hôm nay em đến đây thì thật sự em được hai vợ chồng em đi, nhưng mà vì sự kiện là con em bị ốm, bị sốt mấy ngày hôm nay rồi, vợ em cũng bị bệnh, thì thật sự em nói là mẹ em rất muốn đi gặp cô, nhưng mà vì công việc thì em cũng đi từ sáng rồi, thì thật sự cũng sáng gặp, nhưng mà hôm nay đi tiếp buổi chiều, thì hôm nay có duyên gặp anh. Thì để nói là khi mà cô vừa hát những cái bài đầu tiên á, thì tự nhiên trong người em cũng khóc, tại vì chính cái lúc mà cô hát cái bài đầu tiên á, thì 30 á, là tự nhiên từ đó là cái cảm xúc của em là em muốn sau này em sẽ làm một cái người nhạc sĩ. Tại vì em đang theo học trường nhạc ở trường đại học dòng 1. Tại vì chính cái cảm xúc của cô, mấy cái lan tỏa của cô làm cho em có một động lực là bằng tuổi này em cũng sẽ đi học nhạc. Em học nhạc đây để em muốn viết một cái bản nhạc về cuộc đời, với ý nghĩa. Đó là cái tâm nguyện của em, mà em sẽ cố gắng tự nhủ mình cũng hoàn thiện cái môn học mà đến theo đến cuối cùng. Và sau này nếu như có một cái dịp nào đó được truyền tải một cái bản nhạc hay là một cái lời gì của mình từ cảm xúc, từ trái tim của mình ra, thì đó là một cái mong muốn của em là sau này đấy. Thì khi mà trong buổi chiều em đi hôm qua, đêm qua, thì em đã nói, thì thật sự nhìn đứa con của em nó bị sốt, thì em mới nói là con của mình bị sốt có 3 đến ngày mà không ăn được, mà đi vào trong bệnh viện lấy tí máu mà về xanh xao vàng gọt như vậy. Mà em nhìn thấy con, mà anh nhìn thấy con mà đau thương quá, mà huống chi là vừa rồi đã có cái đứa bé mà mới xin cái quỹ ghép gan đó, nó là cái trái tim được sống lại, thì giúp cho biết bao nhiêu trẻ em được sống lại, mà cái số tiền đó của công chúng tôi dành cho cả cuộc đời để làm công việc đó, thì hỏi coi tất cả những cái người mà yêu mến hay ghét cô có lý do gì để ghét cô được. Em không phải là fan, nhưng thật sự là từ lương tâm phát ra là yêu thương mà trân trọng đó. Còn vấn đề cô nói về thầy, bản thân em cũng là một người Phật tử, đã là một người Phật tử đi theo đạo thì mình không bao giờ mình nên sân si, dù thầy mình có tốt hay xấu, một người khác có xúc phạm với thầy của mình đi nữa, thì em vẫn tin rằng thầy mình không bao giờ muốn mình phải đi đấu tranh hay là phải bảo vệ để cho thầy mình xúc phạm người khác. Thế đó là người Phật tử học đạo. Còn nếu như mình dùng cái lời nói mình xúc phạm đến người khác để mình bảo vệ cái chân lý của thầy mình, thì đó là một cái mình đi sai, sai chính cái tâm của mình.
và đi sai tâm của mình thì mình sẽ càng ngày càng đi xa hơn nữa. Thì đó nên là em thường nói là tất cả những cái sự kiện mà liên quan đến cô em âm thầm, chứ em không bao giờ lên mạng, em không bao giờ bình luận, em cũng không bao giờ có một ý kiến, tại vì trên thực tế mạng nó rất là nhiều bị do trái chiều. Em thì là một người không bình thường yêu mến cô, chứ không có trục lợi hay là mình kinh doanh hay là mình làm kênh gì để bán hàng đấy, chỉ nói lên được tấm lòng đấy của vợ chồng em đấy. Hôm nay để em có mua một cô hoa em tặng cho vợ, thì em mới nói là vợ hôm nay anh sẽ mua một cô hoa để anh sẽ đi gửi cho cô, nhưng mà vợ em nói là anh cứ mua nhưng mà không biết có được chuyển cho cô được không, thì em mới nói là anh sẽ cố gắng nhiều không được, nhưng mà anh sẽ gửi lời với cô rằng là vợ em gửi lời vân là tặng cô một bó hoa, hai vợ chồng để thể hiện sự là chân thành chân quý dành cho cô đó. Thì khi mà cô với chú vừa mở cái trái tim hàng hiếm thì giống như là tất cả, giống như là mọi người mà không có điều kiện, coi như những đứa trẻ đã được sống lại, đó là một điều hạnh phúc nhất trên thế gian này, mà không có thể tiền bạc nào đong đếm được cái cảm xúc của một đứa con khi mà gần từ gọi là một cõi chết trở về. Mình là người lớn mình có thể hy sinh, mình có thể chết hay là mình có thể bỏ mạng, nó rất là bình thường, nhưng một đứa bé mình nhìn một cái trái tim mà khi mà mình không hoàn hảo, mà khi không có một cái phước để đủ số tiền đó để mà làm một ca phẫu thuật đó, thì cái sự sống sẽ rất là mong manh. Chính vì đó mà em cảm thấy là nhờ cái đó mà cái ý chí của em nói là càng mình phải càng cố gắng để mình sống được tốt, để sau này mình cũng muốn làm một cái việc gì đó lan tỏa đến xã hội đó. Hiện tại giờ em đang cho vợ em đi học y đó, vợ em đang là bác sĩ nhưng mà chưa ra trường để học ở Sài Gòn, thì em mong rằng khi mà vợ em sẽ trở lại một người bác sĩ có cái lương tâm và sau này sẽ giúp cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn. Đấy là cái lời em muốn gọi là lan tỏa tới. Như theo Duy thấy bạn thì chắc cũng còn trẻ. Em năm nay thì thật sự là em 37 tuổi. Em 37 tuổi. 37 tuổi, lớn hơn Duy quý cô chú chị, nhưng mà nhìn thấy bạn em sống với cảm xúc rất là trẻ. Bạn tên gì ạ? Dạ em tên Đông anh. Bạn Đông. Bạn Đông là mình là người dân sinh sống ở đâu em ha? Bạn Đông. Ở Bình Dương. Ở Bình Dương là cũng cùng quê quán với cô chú. Em ở đây Bình Dương là cũng được mười mấy năm rồi. Nhưng mà em cũng tới Đài Loan này thường xuyên vào những dịp nghỉ. Nhưng mà nói chung là lúc nào cái vấn đề về sự kiện của cô thì em chỉ có thông qua trang mạng, nhưng hôm nay lần đầu tiên em gặp được cô trực tiếp đó. Tại vì nói thẳng là em cũng thường tâm sự với vợ em là tất cả những lời cô nói ở trong trên mạng mình trực tiếp nó gần giống nhau hết. Cũng thường cô nói là mình khi mà nói về quê hương đi thì em thường nói là quê hương là cái cội nguồn đó, như khi mà mình đi mình không nhớ về quê hương của mình thì tự nhiên mình mất cái nguồn cội. Nên từ khi mà biết cô thì lúc nào trong lòng em cũng nhớ về quê hương của em. Mà một thời gian em chỉ muốn là xong cái nhiệm vụ để em muốn về quê hương, để về nơi chính mình sinh sống, để mình sống cuộc đời, quãng đời còn lại. Đấy là cái ước mơ của em. Tại vì cái quê hương nó cho mình rất là nhiều thứ. Khi mình đi về đây mặc dù cũng mười mấy hai chục năm rồi, nhưng mà cái tình quê hương vẫn còn. Thì nhờ cô đi chúng nhắc lại cái quê hương, còn là ai đi không nhớ đó, không lớn không thành người. Và trước đó thì em cũng đã từng nói với vợ em là đấy, những người mà đi mà quên về cội nguồn của mình á, thật sự những người đó là còn là vô cảm, mà vô cảm thì không bao giờ sẽ gọi là có cuộc sống nó sẽ hoàn hảo, sẽ là có thật. Thế nên là lúc nào mình đi mình cũng nhớ về quê hương của mình.